Xin được kính chào và mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc 20 giờ. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại khu vực bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Công an huyện Vân Hồ bắt giữ thành công Giàng A Sồng, trú tại bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 4 bánh heroin, 6.353 viên ma túy tổng hợp, một điện thoại di động. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã liên hệ với các đối tượng khác chưa xác định được lai lịch từ dưới xuôi đến để bán ma túy, chuẩn bị giao dịch thì bị phát hiện và bắt giữ. Trong quá trình bắt giữ Giàng A Sồng, người thân của đối tượng đã dùng gậy và một số vật dụng gây cản trở chống đối lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án. Còn tại tỉnh An Giang, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Tân Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trung Chí, trú tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về hành vi đánh bạc. Trước đó vào khoảng 0 giờ 35 phút ngày 2 tháng 7, qua công tác nắm tình hình, lực lượng cảnh sát hình sự công an thị xã Tân Châu đã bất ngờ ập vào một quán cà phê thuộc khu vực phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, phát hiện bắt quả tang Nguyễn Trung Chí và 6 đối tượng khác đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền trong lúc đang diễn ra trận đấu giữa Pháp và Bỉ giải vô địch bóng đá châu Âu Euro năm 2024. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 3 điện thoại di động, gần 2 triệu đồng trên người các đối tượng, một tờ giấy ghi số tiền cá cược gần 20 triệu đồng và một số tang vật khác có liên quan. Cơ quan công an xác định Chí là người đứng ra ghi cá cược bóng đá ăn tiền cho các đối tượng khác nhằm mục đích hưởng hoa hồng. Sau khi tiếp nhận tin báo về việc nhiều ngôi mộ tại nghĩa trang thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai bị đục phá khung nhôm và mất nhiều tài sản tâm linh, Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã điều tra và truy bắt thành công nhóm đối tượng thực hiện hành vi trên. Quá trình mật phục, vào rạng sáng ngày 6 tháng 8, các trinh sát đã bắt giữ được 3 đối tượng gồm Nguyễn Tiến Phát, Trần Minh Tú, trú tại phường Phù Đồng, Hoàng Vũ Bảo, trú tại phường Thắng Lợi. Kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận lợi dụng đêm khuya, khu vực nghĩa trang ít người qua lại để đập pháp mồ mả, trộm cắp các vật dụng có trị giá tại 135 ngôi mộ, mục đích mang đi bán kiếm tiền. Liên quan đến vụ án trên, vào chiều ngày 7 tháng 8, lực lượng công an đã vận động đối tượng Lê Nguyễn Huy, trú tại phường Phù Đồng, ra đầu thú. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định công bố dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn thị trấn Mường Lát sau khi ghi nhận 3 trường hợp mắc bệnh chưa rõ nguồn lây. Ngày 5 tháng 8 là thời điểm xác định trường hợp đầu tiên mắc bệnh bạch hầu tại thị trấn Mường Lát. Đến nay tại ổ dịch này đã ghi nhận 3 ca mắc bạch hầu, trong đó 2 ca bệnh mới phát sinh đều là F1 của bệnh nhân đầu tiên. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đều ổn định, có dấu hiệu phục hồi tốt. Có 34 trường hợp F1 của 3 bệnh nhân đã được cách ly, theo dõi tại nhà. Để ứng phó với dịch bạch hầu, tỉnh Thanh Hóa đã lên các phương án phòng chống dịch, yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện việc tiếp nhận điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm, tăng cường chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, điều trị tích cực cho các trường hợp mắc bệnh, không để phát sinh các ổ dịch mới. Vào chiều ngày hôm nay, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố dịch sởi trong bối cảnh số ca sởi tăng nhanh và đã có 3 trẻ em mắc bệnh sởi tử vong. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), 3 ca trẻ em mắc bệnh sởi tử vong rải rác từ tháng 6 đến nay và số ca mắc bệnh sởi đầu tiên tăng từ cuối tháng 5 đến nay và tuần gần nhất đã có đến 60 ca sốt phát ban nghi là mắc sởi trong một tuần. Có 3 quận huyện có số ca sởi cao nhất trong thành phố là huyện Bình Chánh, quận Bình Tân và huyện Hóc Môn. Theo báo cáo từ các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 4 tháng 8 đã có 505 ca sốt phát ban nghi sởi, trong đó có 262 ca xét nghiệm dương tính. Hơn 50% là các ca bệnh ở tỉnh thành khác đến khám và điều trị tại thành phố. Hiện toàn thành phố đã có 48 phường xã trên 14 quận huyện có ca bệnh sởi xác định. Trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế thành phố đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức một chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi không kể tiền sử tiêm chủng cho những trẻ từ 1 đến 5 tuổi tại thành phố.
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.